Hi, xin chào các bạn à. Đây là bãi biển Phạm Giang Đồng. Bãi tắm mà số 2 đây các bạn. Phạm Giang Đồng nè. Hey. Chiều hôm nay là ngày 15 tháng 5. Tôi lại ra bãi tắm Phạm Giang Đồng Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Thank you.
Thank you.